Khi nào phải thay lọc nhiên liệu ô tô? Đây là cái lọc nhiên liệu diesel. Nhiều anh em gọi lọc dầu, nhưng mà gọi chuẩn của nó phải lọc nhiên liệu. Nhiên liệu diesel nhé. Cái này thì sẽ thay vào, anh em nào muốn thay thông thường là theo khuyến cáo nhà sản xuất là sẽ thay khoảng 2 năm hoặc là sau 38.000 km. Câu chuyện nhiều anh em bảo là tao để đến 50-70.000, 80.000 tao chạy vẫn được. Đúng rồi, đấy là vấn đề là hàng xịn mà nó cũng rất nhiều xác suất, là ví dụ như là các thùng đáy rửa, thùng đạnh dầu ấy, diesel ấy của các anh là rất là sạch, dầu chạy rất là chuẩn. Đấy, thì là nó sẽ được như thế. Còn như trong cái trường hợp khuyến cáo nhà sản xuất thì mình nên đến cái tầm hạn đấy khoảng 4 vạn đấy mình thay một cái chuẩn xịn. Thì khi mà quá trình mà chạy thì động cơ nó sẽ êm hơn, nó không bị đấy, bị giật. Còn nếu mà cái lọc này nó bẩn quá, lọc kém thì nó hay bị giật. Giật xong đi xe nó cứ thấy máy nó yếu, nó hụt ấy. Xong nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái bơm cao áp, mới lại đến cái thằng kim phun ấy, ảnh hưởng lắm. Nên là anh em mình đừng tiếc nhá, nên thay định kỳ anh em ạ. Nó sẽ phân đời từ, cái này là từ đời 6 số này, từ đời 15 cho đến đời 221. Đời 22 mình cũng có rồi, đời từ 13, 14 đổ xuống cũng có. Đấy, đây là chính hãng nhá. Video phân biệt hàng xịn hàng thường có hết ở trên kênh anh em mình chịu khó xem nhá.